Rồi, chào tất cả các bạn ha. Thì như video trước, buổi sáng mình đã quay cho các bạn coi cái công viên cũng như cái đường cất hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất nha các bạn. Thì mình rời cái quán cà phê rồi mình chạy lại đây là khoảng 10 giờ, này là 12 giờ trưa. Tại ngay phi trường sân bay Tân Sơn Nhất đây. Phía bên đó là cái nhà giữ xe. Và đường này là đường ra ngoài đường Trường Sơn ha các bạn. Phía bên đó là cái nhà ga đi của ga quốc nội, nhà ga đi trong nước á. Đây là nhà ga đi đến nè các bạn, nhà ga đến nè. Đó. Khung cảnh vào lúc 12 giờ trưa tại sân bay. Đây, tranh thủ mình quay cho các bạn coi khung cảnh tại ga đến tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất này, ga nội địa, ga trong nước ha các bạn. Rồi mình qua bên nhà ga quốc tế để đón một cái vị khách. Nhưng mà do yêu cầu là cái vị khách không có muốn lên video cho nên mình sẽ không có quay cảnh đón vị khách tới nha các bạn. Chào em nhé. Đây, mấy người này là từ ở các tỉnh thành trong nước xuống Sài Gòn qua cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Đây, nhà giờ đến nè, 11:40 Lê Cô đã xuống rồi nè, Thanh Hóa đã xuống rồi. Mười hai giờ 20 Vinh, 12:35 Côn Đảo, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hải Phòng, Đồng Hới, Hà Nội, Quy Nhơn. Hôm nay là ngày 19 âm mà các bạn, 19 tháng 12 âm ở dưới rồi. Còn khoảng 10 ngày nữa là đón giao thừa, đón đến Tết Giáp Thìn. Bắt đầu từ hôm nay, sáng thứ hai ngày 29 tháng 1 năm 2024. Lượng khách bắt đầu ở tất cả các tỉnh thành đi về Sài Gòn ăn Tết ha. Rồi đi qua cảng nhà ga quốc tế các bạn. Khung cảnh 12 giờ trưa tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc nào cũng đông, đặc biệt là vào những ngày giáp Tết đây, cận kề rồi, còn 10 ngày nữa thôi. Từ đây cho đến 27, cao điểm nhất là ngày 27 tại sân bay Tân Sơn Nhất này, đón khoảng 800 đến 900 chuyến bay mỗi ngày cất cánh và hạ cánh ha các bạn.
Còn bên này là nhà ga quốc tế đây các bạn. Cổng này là cổng đến của nhà ga quốc tế. Khung cảnh bà con kiều bào tất cả các nơi trên thế giới đổ về ăn Tết. Trong tuần này là hầu hết các cháu học sinh, những người đi lao động ở tất cả các nước, đặc biệt là khu vực châu Á, họ sẽ về trước các bạn. Hôm nay là đầu tuần 29 tháng 1 năm 2024, ở dưới là ngày 19 rồi. Đây, cảnh bà con kiều bào đang xuống sân bay cổng ra A2 và A1. Một người về mà đến dạ một người về mà 10 người đưa. Đoàn tiếp viên của hãng hàng không nào ta? Cơ trưởng, cơ phó là nữ. Chuyến bay từ Đài Loan, Seoul, Singapore đáp xuống rồi. Busan, Hàn Quốc, Seoul, Kuala Lumpur. Bà con cô bác đang đổ xuống. Buổi trưa mà đông, trưa cũng như buổi tối, nói chung là máy bay xuống liên tục. Cảnh đưa đón người thân.
bên này. Cách của mình ra cổng A1 các bạn. Trong 14 giờ 5 phút lận từ Đài Loan. Chuyến từ Đài Loan để là coi lại coi. Đúng rồi. Mười bốn giờ năm phút Thai Bi CF711. Đây là sảnh đón khách quốc tế về các bạn. Hôm nay chuyến đi và chuyến đến nào, hôm nay là đi. Hôm nay mình quan tâm cái đến mà. Mười hai giờ mười mới đáp từ Shanghai. Mười bốn giờ năm ra, mười bốn giờ năm Thai Bi. Đây mười bốn giờ năm Thai Bi. Mã CS711. Cảnh lấy hành lý, hành lý quá trời luôn. Có tổng cộng là 8 len nha các bạn, 8 đường băng. Hành lý từ bên đó số 1, số 1 bên đó qua bên này, số 8 bên này rồi. Anh nói bộ bên ăn cơm trước đi, em đi nước gì năm không bay nè, có kinh nghiệm.
Cảnh bà con cô bác chờ người thân làm thủ tục nhận hành lý xong đi ra ngoài. Trời, hai người đẹp luôn. Năm nay vé máy bay là khoảng từ Mỹ về Việt Nam là khoảng 1.500 đến 1.700. Tiền đi về là phải khai báo các bạn, mỗi người được 5.000, mang trên 5.000 là bị phạt á. Khung cảnh con cháu chắc chít gì đêm lên để đón. Này xuống dưới. Cảnh ở dưới nhà ga đến quốc tế, các quán nước, quán ăn, thức ăn nhanh nè các bạn. Bãi giữ xe chật cứng ở bên kia luôn. Chuyến buổi sáng hầu hết là đến từ Seoul, Kuala Lumpur, Singapore, Đài Loan chuyến 1:30, 2 giờ. Khung cảnh rất là náo nhiệt tại nhà ga đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đây. Giao dịch cận Tết, bà con kiều bào khắp nơi trên thế giới đổ về ăn Tết. Đây là mùa làm ăn của sân bay.
Việt kiều về là có nghĩa là ngoại tệ về. Nóng trong chờ đợi. Thank you.
Rồi mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.